Nằm sâu bên trong sân chùa Vạn Niên là một ngôi điện quay mặt ra hướng hồ Tây với hai lớp nhà gỗ trong ngoài được trang trí rất là cầu kỳ và đặc sắc. Ngôi điện này thì có tên là Điện Quan Âm, nơi đây thờ Đức Phật Quan Thế Âm. Và cái lớp vách bên ngoài được trang trí bằng rất nhiều những cái bức tranh về các cái hiện thân của Ngài Quan Thế Âm và được làm bằng gốm sứ với rất nhiều những cái màu sắc rất là nhẹ nhàng, đường nét rất là tinh xảo. Và cái hệ vách ở bên trong ngôi điện là những cái tác phẩm tranh gỗ được đục chạm hoàn toàn thủ công, nói về thập điện diên vương, là những cái sự nhân quả báo ứng trong đời, những cái hình phạt tương thức được dịch chuyển và chuyển thể lên trên mặt gỗ, trông rất là dày và thực sự là rất là sinh động và cuốn hút. Đây không những là một ngôi chùa cổ của Hà Nội mà còn là nơi có nhiều những cái tác phẩm điêu khắc đục chạm về chủ đề Phật giáo rất là tinh xảo, trang nghiêm và sắc nét. Và nếu như bạn yêu thích đồ gỗ thì nên đến đây một lần để cảm nhận nhé.